Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 28 tháng 9, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực sảnh đến nhà ga hành khách T2, nhân viên xe đẩy của trung tâm khai thác ga Nội Bài đã phát hiện chiếc túi của hành khách bỏ quên. Chiếc túi được bàn giao cho lực lượng an ninh cơ động. Qua kiểm tra, bên trong chứa hơn 8.000 euro, tương đương hơn 200 triệu đồng và giấy tờ cá nhân quan trọng. Đến sáng ngày 29 tháng 9, người để quên túi đã liên hệ với cảng hàng không quốc tế Nội Bài và nhận lại chiếc túi cùng tài sản bỏ quên. Đại diện cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, trong trường hợp phát hiện tài sản bị thất lạc, bỏ quên, hành khách vui lòng báo ngay cho lực lượng an ninh hàng không để xử lý theo quy định hoặc gọi điện cho phòng hành lý thất lạc của sân bay. Ngày 29 tháng 9, Tòa án Nhân dân TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Minh Tân, cựu Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM cùng đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Trong thời gian chuẩn bị xét xử, bị cáo Quốc Duy Vĩnh Long, cựu trưởng phòng quản lý công nghệ thuộc Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM đã bỏ trốn và đang bị truy nã. Vì thế, hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa và chưa ấn định ngày mở lại. Theo cáo trạng, Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ TP.HCM là tổ chức tài chính hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ của TP.HCM. Hội đồng quản lý quỹ này do ông Phan Minh Tân làm chủ tịch. Tháng 8 năm 2009, Nguyễn Trọng Vũ là giám đốc công ty đầu tư và phát triển công nghệ Huy Hoàng. Có công văn gửi Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM đề nghị hỗ trợ kinh phí từ ngân sách sự nghiệp khoa học với số tiền 5,1 tỷ đồng để thực hiện dự án 1. Tuy nhiên, công ty này vẫn không hoàn thành dự án, không hoàn trả kinh phí lại quỹ, gây thiệt hại hơn 3,1 tỷ đồng. Tháng 9 năm 2009, Vũ có công văn gửi Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM đề nghị vay 10 tỷ đồng để thực hiện dự án 2. Năm 2010, ông Tân ký văn bản kết luận dự án đạt yêu cầu, đồng ý cho vay. Sau khi nhận tiền giải ngân, Vũ xuất cảnh đi nước ngoài ngày 13 tháng 5 năm 2011. Tổng thiệt hại hai dự án là hơn 22,6 tỷ đồng. Ngày 29 tháng 9, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội BC06 Công an TP.HCM phối hợp với Công an thành phố Thủ Đức và chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Công an thành phố Thủ Đức cũng thu gom, tiếp nhận các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do người dân mang đến giao nộp. Trong buổi sáng, công an đã thu gom tiếp nhận được 60 vũ khí thô sơ, gồm kiếm, mã tấu, đao tự chế, 3 khẩu súng hơi ga, 9 viên đạn các loại và 1 bình xịt hơi cay. Chiều ngày 29 tháng 9, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông tin, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Mạnh Hùng về tội chống người thi hành công vụ. Tối ngày 4 tháng 9, tổ công tác của Cục Cảnh sát Giao thông làm nhiệm vụ tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương tiến hành kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện Trần Mạnh Hùng, sinh năm 1977, trú tại thành phố Hải Dương, điều khiển xe ô tô vi phạm lỗi điều khiển phương tiện trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn. Kết quả đo nồng độ cồn với tài xế Hùng là 0,698mg một lít khí thở. Khi cán bộ cảnh sát giao thông đang quản lý giấy tờ liên quan của tài xế Hùng để lập hồ sơ xử lý vi phạm, thì người này dùng tay giật giấy tờ rồi bỏ đi. Sau đó, Hùng dùng tay đấm vào ngực cán bộ cảnh sát giao thông, mục đích để cản trở lập hồ sơ xử lý vi phạm. Ngày 29 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Lượng, 32 tuổi, ngụ thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, mức án tử hình về tội giết người. Theo cáo trạng, Lượng và một phụ nữ 32 tuổi, ngụ xã Mông Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, có quan hệ tình cảm khoảng 1 năm. Sau đó, chị này chia tay Lượng để đi lấy chồng nên Lượng buồn, nảy sinh ý định giết người yêu rồi tự tử. Tối ngày 26 tháng 9 năm 2022, Lượng mang hai con dao đến tiệm nail của nạn nhân. Đợi tiệm vắng khách, Lượng vào nhà khóa trái cửa, sau đó đề nghị quay lại nhưng bị nạn nhân cự tuyệt. Tức giận, Lượng dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào nạn nhân cho đến khi nạn nhân không còn cử động mới dừng lại. Tiếp đó, Lượng lấy dao tự đâm vào mình
và tự cắt cổ tự tử nhưng không chết. Lúc này, người nhà nạn nhân phát hiện đưa cả hai đi cấp cứu, nhưng người phụ nữ đã tử vong.